ngày càng lùi xa, nhưng tầm vóc ý nghĩa của cuộc kháng chiến hơn 10.000 ngày của dân tộc vẫn còn nguyên giá trị và ngày càng tỏa sáng, đã đi mãi vào lịch sử. Đó là một trong những trang sử chói lọi nhất trong lịch sử dân tộc ta, dấu mốc lớn trên con đường phát triển trong suốt chiều dài mấy ngàn năm dựng nước giữ nước của dân tộc Việt Nam. Cuộc trường chinh thắng lợi đưa đất nước ta thoát khỏi ách ngoại xâm, non sông thu về một mối, toàn dân ca khúc khai quang. Thắng lợi ấy đã đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội. Hôm nay, nhân kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất Tổ quốc, chúng ta sẽ tiếp tục thưởng thức lại những bài ca và những ca khúc còn mãi với thời gian ấy, với các giọng ca của phong trào văn nghệ quần chúng Nguyễn Nhà, qua chương trình giao lưu văn nghệ quần chúng của các câu lạc bộ văn nghệ quần chúng ở An Nhơn, Tân Nhuận Đông, An Hiệp và thị trấn Cái Tàu Hạ. Mở đầu chương trình văn nghệ hôm nay, xin mời quý vị cùng thưởng thức. Giọng ca của bé Kim Ngân sẽ đưa chúng ta đến với 20 câu năm xuân với tựa đề Con Đường Hạnh Phúc. Kính mời quý vị cùng thưởng thức. Oh,
Vừa rồi là một tiết mục trong chương trình văn nghệ chào mừng kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam. Sau đây sẽ là tiết mục xem YouTube trả lời câu hỏi và nhận quà. Trước khi đọc câu hỏi của tuần này thì Trang xin công bố cái kết quả của tuần vừa rồi. Tuần vừa rồi Trang có nêu câu hỏi trong kênh cô Trang miền Tây có nhắc đến địa danh Rạch Gầm Xoài Múc. Vậy địa danh đó trong video số mấy? Nhưng mà chưa có bạn nào trả lời câu hỏi được hết. Nên là tuần này Trang tiếp tục gia hạn thêm một tuần nữa. Nếu như các bạn không trả lời được thì Trang sẽ bỏ câu hỏi đó nha. Tuần này thì sẽ có một câu hỏi khác thú vị hơn, hấp dẫn hơn và dễ trả lời hơn. Tuy nhiên thì trước khi nêu câu hỏi thì Trang xin thông qua cái danh sách quà của Trang ạ. Thứ nhất là một chai glucosamine hỗ trợ điều trị xương khớp cho người lớn tuổi. Thứ hai là một chai vitamin B hỗn hợp thực phẩm chức năng nha các bạn. Trang tặng toàn thực phẩm chức năng để hỗ trợ cho các bạn có được sức khỏe tốt cho người thân của mình, người già, người lớn tuổi hoặc là trẻ em ạ. Số 3 là một cái cạo vôi răng chăm sóc sức khỏe răng miệng ạ. Số 4 là một chai serum vitamin E dưỡng da mặt. Số 5 là một chai canxi. Số 6 là một chai dầu nước xanh của Mỹ. Số 7 là một chai kem chống nắng 110 độ SPF. Số 8 là một chai lotion dưỡng thể, dưỡng trắng da và giữ ẩm cho da. Số 9 là một cái wifi extender giúp cho wifi phát sóng mạnh hơn, xa hơn. Số 10 là một chai collagen hỗ trợ tóc, móng tay, da, chống nhăn, chống trùng, chống nhão. Số 11 là một bịch hạt nêm, nấm rơm và nấm đông cô. Hôm rồi thì chúng ta có 15 món quà nhưng mà Trang đã tặng quà nên Trang chưa có soạn quà mới. Nên chuyến này tạm thời thì 11 món quà. Trước khi đọc câu hỏi của tuần này thì Trang xin thông báo với các bạn, nếu các bạn trả lời đúng câu hỏi, các bạn chọn một trong 11 món quà đó, Trang sẽ gửi tặng các bạn, chia sẻ với các bạn xài với Trang cho vui ạ. Câu hỏi tuần này như sau. Trên kênh cô Trang miền Tây có nhắc đến một cái quan niệm của ông bà ta ngày xưa, tức là một đứa con trai thì xem như có con, 10 đứa con gái cũng xem như không có con. Câu đó, câu Hán Việt như thế nào? Ở phút thứ mấy của video số mấy? Bạn nào xem video còn nhớ thì xem lại video nào ha, rồi bình luận chính xác dưới video này cho Trang. Trang sẽ gửi tặng cho các bạn một món quà trong 11 món quà. Các bạn cứ chọn, Trang sẽ gửi tặng. Trang xin chân thành cảm ơn các cô chú anh chị và các bạn thời gian qua đã xem video ủng hộ kênh cho Trang. Lần này thì các bạn nhớ giới thiệu cho người nhà, người thân, bạn bè vào kênh của Trang miền Tây xem để ủng hộ kênh cho Trang. Xem video có quà vui lắm ạ. Kênh của Trang miền Tây phát sóng vào lúc 20 giờ mỗi tối thứ ba hàng tuần, sẽ phát sóng định kỳ. Có những cái tiết mục rất là hấp dẫn, rất là thú vị. Xin mời mọi người cùng vào xem ủng hộ cho Trang. Đến đây thì Trang xin kết thúc video. Kính chúc các cô chú anh chị và các bạn được dồi dào sức khỏe. Trang xin tạm biệt. Trân trọng cảm ơn và thân ái kính chào.